Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin giới thiệu với quý vị ở đây 4 căn nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về ở ngay với đường ngõ trước nhà rất là thông thoáng. Ngõ trước nhà 2m2 cách với trục đường ô tô kia. Mọi người nha, kia là trục đường ô tô đi. Với vị trí căn nhà này thì nó rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường đại học Fenica, gần với trục đường quốc lộ 6. Với thiết kế của ngôi nhà thì diện tích 32m2, hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế và xây dựng 4 tầng với phần phòng khách gác lửng hiện đại ở phần tầng 2. Và căn nhà này thiết kế ra sao, mọi người theo em sẽ quay một căn nhà mẫu để gửi tới quý vị nha. Với cái thiết kế của ngôi nhà, phần mặt tiền của ngôi nhà là 3m3 mọi người ạ. Và với cái phần thiết kế cửa chính, hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt kéo và bên trong là cửa gỗ. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong, đã được hoàn thiện xong hết. Chỉ việc dọn đồ về và ở luôn, giá chào bán thì chỉ từ 2 tỷ 350 triệu đồng một căn, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Phần hoàn thiện của ngôi nhà thì vừa mới xong hết chỉn chu, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái khu vực để xe mọi người nha. Cái phần thiết kế để xe cho ngôi nhà. Và tiếp theo với phần tầng 1 thì thiết kế thêm một cái phần phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Cái phần hoàn thiện chủ đạo của cái ngôi nhà này, màu sơn là màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện từ ở bên ngoài vào trong đều được hoàn thiện xong hết rồi. Căn nhà, 4 căn nhà xây mới, riêng tường, riêng móng, riêng cột đã được hoàn thiện xong, giá chỉ từ 2 tỷ 350 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế. Đường, ngõ, thông thoáng, ngõ nông, gần đường ô tô. Vị trí cụ thể của nó thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sở hữu ngay cho mình một cái căn nhà 4 tầng xây mới không hề khó khăn với ngân hàng hỗ trợ tối đa 35 năm và tối thiểu 35 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Và về cái phần ngân hàng thì quý vị vui lòng gọi điện trực tiếp cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất nha. Còn đây, nối tiếp với cái video, đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết. Toàn bộ tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ thịt và sơn màu trắng ở phía bên trên. Hệ thống phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, bền, đẹp. Chậu rửa, vòi rửa như quý vị nhìn thực tế đây. Chậu rửa đúc, vòi rửa 304. Mặt bếp thì là ốp đá granite và xung quanh bếp ở đây thì là ốp kính ốp bếp. Căn phòng này thì nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên quý vị vẫn có thể kê ở đây cho Ngọc Ánh một bộ bàn ghế phòng ăn này rất là hợp lý, giao thông đi lại thuận tiện. Với cái căn nhà này ấy thì nó cách với trục đường quốc lộ 6 nó khoảng tầm 1,2 km, nó cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 4 km mọi người ạ. Nói chung khoảng cách đi lại, nếu như quý vị nào mà đi làm ở cái khu vực Hà Đông thì Ngọc Ánh nghĩ rằng nó rất là hợp lý luôn. Bởi vì từ vị trí căn nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 6 đến 7 km là cùng. Rất là thuận tiện. Gần với lại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Nói chung là với những cái tiện ích để mà nó sinh hoạt hàng ngày thì rất là ok. Cách với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông khoảng tầm 5 km. Đây là phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1. Đó. Ngoài ra toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang, mọi người có thể nhìn thực tế ở đây. Tay vịn của trụ cầu thang thiết kế chỉn chu với một cái căn nhà 4 tầng. Giá chỉ có nhỉnh 2 tỷ một chút thôi, nhưng mà tay vịn cầu thang đây thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh review rất là cụ thể, chi tiết đường hướng, giá, vị trí cụ thể rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì cứ alo ngay cho Ngọc Ánh nhá. Sau đây xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3 và 4 mọi người nha. Như Ngọc Ánh vừa giới thiệu với mọi người, tầng 2 của ngôi nhà thiết kế là gác lửng để làm phòng khách mọi người ạ. Gác lửng theo cái xu hướng hiện đại nhất bây giờ, đó là cái để phần phòng khách riêng biệt ở trên tầng 2. Căn nhà này có thêm một cái ưu điểm tiếp theo mà Ngọc Ánh muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là hai mặt ngõ thoáng trước, thoáng sau. Đây, mở cửa ra nó rất là mát, hướng nhà là hướng đông bắc và ở phía đằng sau lưng của ngôi nhà thì đã có nhà chắn hết rồi. Cái ngõ này nó cực kỳ hút gió luôn mọi người ạ. Đó, đây hệ thống trần thạch cao, phần hoàn thiện xong hết rồi. Vách ngăn nghệ thuật giữa cái phần cầu thang và cái phần phòng khách. Đây,
Đồng thời ở dưới thì có một cái kệ tủ để đồ nho nhỏ đây, quý vị nhìn thực tế nhá. Nói chung là anh review rất là cụ thể đấy ạ. Mọi người muốn tìm hiểu và muốn đi xem thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để có thể tư vấn và được đi xem trực tiếp nha. Tiếp theo ở phần tầng 2 của ngôi nhà đây là thiết kế thêm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà, rất là thoáng, cửa sổ thông thoáng hướng ra bên ngoài, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Với phòng ngủ này thì nó khoảng tầm được 8m2 mọi người ạ. Đó, hệ thống trần thạch cao, cửa thông phòng thì thiết kế đây, toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Với cái phần hoàn thiện gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân gỗ, giả gỗ. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà đây. Đầy đủ cho quý vị hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, ống chờ bình này, lavabo này và bồn cầu liền khối. Đáp ứng công năng đầy đủ, sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, và ngồi xin mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà này thì chủ đầu tư thiết kế là hai phòng ngủ trước và sau, cầu thang ở giữa, một phòng vệ sinh. Đây là phía căn phòng ngủ bên trong của ngôi nhà. Với diện tích 32m2, thiết kế 3 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng để đón ánh sáng từ bên ngoài và không khí từ bên ngoài vào cửa thông phòng. Đây là phía hành lang đi vào tầng 3, có một cái ô cửa sổ đây mọi người này, rất là thoáng. Đây là cái phần ô phòng ngủ phía trước của tầng 3. 3 phòng ngủ riêng biệt, nhà xây rất là kiên cố, chắc chắn. Sổ đỏ riêng biệt từng căn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng, giấy phép xây dựng đầy đủ. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Nói chung như Ngọc Ánh chia sẻ trên rất là nhiều video rồi, tất cả những cái căn nhà giá thành nó lên được cái giá thành là phụ thuộc vào cái vị trí bất động sản mọi người ạ. Cho nên là với cái căn nhà như thế này ở cái khu vực này thì hiện tại giá đất là vô cùng hợp lý rồi. Mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của căn nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây Ngọc Ánh bước chân lên trên phía cầu thang là có một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phía tầng 4 thiết kế một phòng thờ riêng biệt. Phòng thờ cũng thiết kế đầy đủ cửa mọi người nhá, cửa sổ thông thoáng. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà và phần còn lại của ngôi nhà đó chính là khu vực sân phơi. Sân phơi của cái căn nhà này rất là rộng quý vị ạ. Đây là cái khu vực để máy giặt. Và đây là phần sân phơi. Vị trí căn nhà dân cư xung quanh rất là đông đúc. Đi có mấy bước chân là ra đến chợ, rất là tiện ích. Trường học, mầm non tiểu học thì cũng rất là gần. Quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.